các bạn hãy để chế độ 1,25 để nghe hay hơn nhé. Bắt đầu nộp lên thánh dược. Ta dò luôn thánh chủ. Tập 4. Lô Sư Huynh, đừng nói như vậy. Tuy nhất phòng quân địa ở cảnh giới không cao, nhưng mà thực lực của hắn ta đã từng mắt chứng kiến rồi, chắc chắn sẽ không kéo chọn chúng ta. Lý lịch của Sư Huynh phong phú, chắc bình thường cũng đọc không ít tàng thư của đúng không? Người có ý gì? Trong sách người nói ra cái câu vừa rồi đến cuối cùng thường sẽ bị vả mặt rất đau. Ngồi ấy, thời gian gấp rút, nhiệm vụ quan trọng, giờ phút quan trọng này chúng ta đừng có nội chiến có được không? À đúng vậy đó Lý Sư Huynh, đừng có tức giận, đừng tức giận. Cấp bậc này của chúng ta có thể là có đủ quân số, đã là không tệ rồi. Ta đi mất nhìn của Lô Sư để chắc chắn là sẽ không tệ. Thôi bỏ đi, chuyện này muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ta. Vậy mà lại có thể hy vọng phía vào khuyết mà Tào Thiết nhà người có thể tìm được người. Chuẩn bị một chút rồi khởi hành đi. Huyết mà Tào Thiết, đó là cái gì vậy? Người là bằng hữu của Lô Y, chẳng lẽ không biết sao? Lô Y là người của Huyết mà Tào Thiết. Tư chất bẩm sinh này đến từ Tào Thiết, hung thú thượng cổ. Người có huyết mạch này từ nhỏ lường ăn đã nhiều hơn người khác rất nhiều. Tuy tu luyện rất dễ dàng, chỉ còn ăn không ngừng là được, cho nên hàm lượng linh khí trong đồ ăn cũng đã càng nhiều, thì tốc độ tu luyện của bà giả sẽ càng nhanh. Nhưng mà từ một góc độ khác, thì huyết mạch Thao Thiết cũng là một loại phế mạch, bởi vì nó còn tài nguyên tu luyện nhiều hơn gấp mấy trăm lần so với người còn bằng tuổi. Càng về sau thì càng đáng sợ. Trưởng lão thánh địa cũng không ngốc, cùng với lượng tài nguyên đó thì hoàn toàn có thể đào tạo ra được trăm tu sĩ cùng cảnh giới. Đối lại là người khác thì cũng không muốn chịu thiệt vụ buôn bán này. Có miệng nói nhiều thật đấy. Không sao đâu, từ nhỏ đến lớn thì ta cũng đã hiểu ra đạo lý rồi. Cùng mày trưởng lão phân bàn cho ta một cái danh ngạch để tự ngồi môn, chỉ còn có cơ hội thì ta sẽ đi cố gắng lấy tài nguyên tu luyện về cho mình. Đúng vậy, cho dù là không có tài nguyên thì cả đời này của người đều là đệ tử ngoại môn, thì Trương Thiết ta cũng sẽ không coi ngươi coi thường người. Biết thì nói nhiều một chút. Tài nguyên tu luyện sao? Cái khác thì ta không dám nói, nhưng mà tài nguyên trên trái đất thì lấy thì cũng không dùng hết nổi. Mười đại thánh địa còn lại cũng chưa chắc đã có thể sánh được. Chỉ còn ta muốn thì rất nhanh có thể bồi dưỡng người thành thần thông bí cảnh, thậm chí còn vượt qua sự tồn tại của thần thời mi cảnh. Bồ tà rất có trọng người, quỳ đá tạ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Chưa nói đến việc vào kết giao chưa sâu, đến lúc đó thì lưu quỳ và hỏi cũng nhưng bao bối này đến từ đầu thì cũng không gì giải thích. Hiện tại thì xem ra lưu y này trường ngựa dự tín, đáng để kết giao sâu hơn, vẫn còn phải giao quan sát một thời gian. Nhất phòng quân địa chúng ta đi thôi. Biên giới nước Ngụy Dương Thế Trung này, trên tình bảo núi thì hắn có thực lực tài tỷ cảnh trung kỳ, dưới trướng thì có bốn đại thông lĩnh, cũng chỉ là bằng huyết cảnh đỉnh phòng, nhưng mà khá khó giải quyết. Hắn có thể điều động 30 vạn tình binh bất cứ lúc nào. Cái gì? Hai tỷ có đến lại bốn tỷ. Đội ngũ binh sĩ lớn như vậy tụ tập lại một chỗ, cho dù là tên nào cũng là thối thể cảnh thì đến lúc đó cũng đã rất khó đối phó rồi. Xem ra nhiệm vụ này của chúng ta chỉ có thể âm thầm hành động thôi, không thể hành động lộ liễu được. Không sai, tên báo núi thì Dương Thế Trùng cấu kết ma tộc bất dân thường, bất tính để tu luyện huy công, tội ác tày trời, có thể tạo phản bất cứ lúc nào. Nếu như có thể tìm ra được bằng chứng xác thực, người này chúng ta tốt nhất là bắt sống được. Nếu như không được thì mang thi thể của hắn về. Điệt phủ tướng quân, phía trước chính là phủ tướng quân, dùng bùa ẩn giấu đi. Điệt ẩn thần đi. Một con gió kỳ lạ nha.
Trà trộn vào được trong rồi. Tiếp theo là tìm được Dương Thế Trùng. Tìm thấy rồi. Dương Thế Trùng ở bên kia. Tân quần ngay đã về rồi. Lùi xuống hết đi. Dương Thế Trùng. Dân. Mấy này gần đây thì ta tiết nóng bức, lao già hành quần thao luyện được có làm cơ thể bị thương. Phu nhân có lòng rồi. Gần đây thì quân vụ bận rộn, nên như cơ tập sớm thì ta đã cố gắng trở về dùng bữa với nàng. Nếu như mà tốt tốt của chúng ta vẫn còn thì ta cũng không cô đơn đến như vậy. Phu nhân, ta đi luyện công, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Lão gia. Đang nhìn vào hướng của chúng ta. Chẳng lẽ hết là bị bại lộ rồi? Đi rồi. Chúng ta đi theo thôi. Đóng tất cả các cửa lại. Chống trộm, chống tập. Kinh hơi giờ. Quả nhiên là cầu quỷ. Đường đường là quỷ tướng quần, thế mà lại có đường âm địa cùng. Đại Dương Thế Trùng đi xuống rồi thì chúng ta nghỉ cách. Dương Thế Trùng đã xuống đó được một khắc rồi. Lời sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đi? Có cần đi theo không? Và mà thế thì ta thấy Dương Thế Trùng này cũng rõ ràng là đang tự tìm đường chết. Không ngờ dưới căn phòng này lại giấu một địa cùng rộng lớn tới như vậy. Đi từ xa đi, chú ý cảnh giác. Mùi này huyết tinh khí nồng đậm như vậy, xem ra tên báo nói không sai. Dương Thế Trùng này quả thực là đang tu luyện mà đạo huyết công. Đi đã, mọi người nhìn kìa. Thật sự là cái hồ máu. Nhiều xương trắng như vậy, Dương Thế Trùng này đã giết bao nhiêu người rồi? Còn có ma khí. Vậy mà hắn lại còn đang luyện thí. Bốn người các người lần lượt đến bốn phía đông nam tây bắc. Chút nữa hãy nghe theo lệnh của ta hành sự. Chúng ta đồng thời dùng trọng pháp để tấn công. Nó đã đến rồi thì con gì phải chè dâu dâu nữa chưa? Hả? Chính ra sao hắn lại phải hiện ra chúng ta? Thì ra là mấy cái tên thì tử quát mũi chưa sạch, liền liền lúc lúc vào phủ tướng quân ta. Là muốn tìm chết sao? Dương Thế Trùng, người thân là đại tướng thủ thành, mà lại cấu kết với đại mà sát hại bạch tính, tế luyện huy cộng, tối ác tỳ trời. Hôm nay đã tử thánh địa ngủ, hành chắc chắn chỉ giết chết người. Thánh địa? Vậy mà khiến cho cả đệ tử thánh địa đến sao? Dự cảm không lần này nằm tên tẩy ti cánh thôi. Không tệ, chỉ còn một bước nữa là bản tướng quân sẽ luyện thành huyết sát ma quỷ. Không hay rồi, hãy quý giữ chúng ta vào đi. Tôi xong rồi. Hôm nay các người trở thành tước phong mới của tôi đi. Giết. Cùng lên. Chúng ta cũng đi ra. Đừng có manh động. Nhị tam tứ ngũ. Tớ thấy được phong thích rồi. Mọi người cẩn thận. Tốc độ này. Một lối về sâu. Sức mạnh này cũng mạnh quá rồi. Không phải là tứ thi bình thường, mà là ma khối. Đoạn chết mà. Đoạn ghét. Lão già này lại có chút khó giải quyết rồi. Người sao rồi? Vẫn có thể chống chọi lại được. Vừa tới trùng, ngươi lại dám luyện chế ma khối. Người chết chất rồi. Tử thi là dùng pháp thuật đặc thù khiến cho thi thể của người chết thành con rối để điều khiển. Còn ma khôi thì dùng người sống để sinh tế. Con rối này được luyện nhờ có thể giữ lại tất cả thực lực và ký ức của người chủ. Thậm chí sau đó cũng có thể tu luyện không ngừng mạnh lên. Bọn con rối tỷ cảnh trung kỳ này còn thơm Dương Thế Trùng. Hơn nữa hình như còn có một con ma khôi mạnh hơn nữa. Vẫn chưa chủ động. Chuyện này đã trở nên phiền phức rồi.
Một, giết cho bọn tướng quân. Liều thôi, thì chết đi. Ây gió, giải quyết được một tên rồi. Vô tri. Máu khối này của ta hát có thể để cho các người giết chết dữ dội như vậy chứ? Hồi ôi phục rồi. Lê Sư Huynh, bây giờ phải làm sao đi? Phải một ghi cách đi, không thì cứ thế này mãi được. Các người cố gắng lên đi, ta đi giết Dương Thế Trung. Mất giặc thì phải bắt vua trước, nhất định phải có khống chế của ma khôi trước. Ngự khí phù, giết. Ngươi là tên có tu vi cao nhất trong cả đám các người có đúng không? Nhưng mà muốn đối phó với bản tường quần cũng vẫn còn thiếu chút bản lĩnh. Dạ, Lưu Sư Huynh, khai khiếu cảnh, tình báo có sai sót rồi. Sao rồi, không ngờ đến Lưu Sư Huynh còn có tu vi cao nhất cũng tên là nhàm chán. Vớt chúng vào trong hồ máu đi. Chẳng lẽ hai chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Phiêu tứ bộ. Thuấn trảm. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? À dạ, tỷ của ta, ta diệt chết núi Bầu Kim Pháp thức thứ hai Tất Vũ đi Kiều Mấu. Nà ní, Kiều Mấu cũng không chắn lại được. Ây da, mối gì kìa, mà khôi mất đi năng lực hành động rồi. Kết thúc rồi, từ bỏ kháng cự đi. Nhất Phạm, chưa vậy, sao Nhất Phạm có thể làm được? Vậy mà lại dùng kiếm pháp hoàn dài cũng có thể khiến ta bị thương thành thế này. Không hổ là đệ tử thánh địa. Nhưng hôm nay chắc chắn là nghi chết của các ngươi rồi. Hả? Không rồi, mà quỳ cuối cùng đã bị mở khóa rồi. Bạch Nhất Phạm, nguy hiểm. Dương Thích Trung này vậy mà lại luyện tới ra một con quỷ khai khiếu cảnh kỳ đến phòng. Thùy không xong rồi, mọi người mau trốn đi. Mờ quỷ này mạnh quá, mấy người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nè Dương Thích Trung, ngươi tính lại đi. Mò làm nó dừng lại. Ấy ấy, chết chết rồi. Tướng quân, không xong rồi, ma quỷ này đã mất khống chế, hắn đang xông về phía chúng ta rồi. Hắn đánh vừa theo tiếng động, chúng ta phải mau trốn vào trong và im lặng lại. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lùi thôi, chỉ dựa vào mấy người chúng ta không thể nào đánh lại nó. Không được, nếu như không xử lý được ma vật này ở đây, khiến cho nó xông ra ngoài thì chỉ làm hại tới tính mạng của người vô tội. Giờ biết nó ở đây đi. Người có miệng lại cho ta, một mình ngươi thì có thể làm được cái gì? Vẫn nên mau chóng rời khỏi đây, nghĩ cách gọi viện binh tới. Ai nói Nhất Phạm huynh đệ có một người, con có ta. Lùi, người đây là có ý gì? Lê Sư Huynh, người tự hỏi mình xem. Cho dù khi ra ngoài lập tức cầu cứu sự giúp đỡ của thánh địa, thì viện binh nhanh nhất là đến lúc nào? Chuyện này nhanh nhất là một canh giờ. Mà một canh giờ này cũng mang vào hút máu này, sợ sẽ tàn sát hết bất tính trong dặm xung quanh đây. Tỳ Lù Uy Tà võ công bình thường, nhưng chắc chắn không phải là cái loại tham sống chờ chết. Ta thờ đồng quý vô tụng với ma đạo cũng tuyệt không hy sinh mạng sống của người khác để đối lý mạng sống của bản thân.
Nói hay lắm, ta cũng tham gia, liều với con ma khôi này luôn. Kẻ người, rõ ràng là đi liều chết. Đại nạn đang ở ngay trước mắt, nếu như không có người liều mạng xông lên phía trước, đấu tranh chống lại nghịch cảnh, thì đất nước là gì? Nhà là gì? Thế giới này chính là có người biết rõ ràng là sẽ có chết, nhưng lại vẫn thẳng thắn xông lên, cho nên mới kết tổng kết quả là loạn thế, không phải sao? Mấy người các người, rốt cuộc ai mới là người dẫn đội trong nhiệm vụ lần này? Hồi hỏng rồi, hắn xông về phía chúng ta rồi. Liều với hắn tụi Phi thứ bộ đồ ngu, một tên tây đi cảnh mà lại muốn đánh cận chiến với khải kiêu cảnh, đúng là hết cứu rồi. Người căn bản không thể làm hắn bị thương được. Vậy thì mở to mắt của người ra mà nhìn đi. Nhấn vần lùi. Ai mới là đồ ngu thực sự? Lôi đình vạn quân. Ma quỷ chết rồi. Đây là sức mạnh lôi điện chí dương chí cường, vừa hay khắc chế vật khí sát. Người quyết định có thể thương hại cho đối thủ hay không là ta. Tướng quân, tổ ta không hối hận. Ma quỷ này vậy mà vẫn còn nhân tính. Ma quỷ bình thường đâu sẽ bị người thi loại thuật loại trừ nhân tính này ra tiền không chế, mà ma quỷ vẫn còn nhân tính mà lại có thể phục tùng người thi thuật như vậy, vậy thì chỉ có thể là tự nguyện trở thành ma quỷ. Chuyện này sao có thể được? Tắt rồi, ma quỷ thực sự đã bị diệt rồi. Không thể nào. Là vọc khí, người lấy vọc khí này từ đâu ra? Nếu đây là tuyệt diệu thì sao có thể để cho người khác thấy dư dàng như thế chưa? Món này hình như không được đúng cho lắm. Bên Nhất Phạm, sao vậy? Hồ máu tí này hình như không phải là máu người, mà là máu thú. Nhưng trên tình báo nó rõ ràng tương thế trùng là một tên ma đầu, sao có thể dùng máu thú được chưa? Còn xong rồi, bia cung đã sắp sập rồi. Mau lui, máu rơi khỏi đi. Loli tóm thời sau lưng. Lên. Ôi trời ạ, à, năng lượng lá chắn này là chuyện gì? Thôi là kịp lúc. Cũng mày đến không muộn. Diệp Tiểu Thọa một viện. Các người không sao chứ? Là Diệp Tiểu Thọa xuất tỷ của một viện. Linh lực này đồng phải ma quỷ sát cài khiêu cảnh đỉnh phòng mà mấy người vẫn có thể sống sót được, đúng là kỳ tích. Đối với thánh địa thì ta phải tuyên truyền các người thật tốt mới được. Đổ đỡ y phòng của các người lần xa. Sư tỷ cẩn thận. Đừng lo lắng, ta đã cảm nhận được từ lâu rồi. Thần thông bí cảnh mạnh quá. Bà chí sư tỷ đã tận cứu mạng của sư tỷ. Người tên là Bách Nhất Phàm đúng không? Tại thì cảnh trung kỳ mà lại có thể giết được mà quỷ khai khiếp cảnh trong nhị mắt rất mạnh. Ăn mày thôi. Những gì ngươi vừa nói ta đã nghe thấy hết rồi. Một đệ tử ngồi mồm mà lại có thể giác ngộ như vậy đúng là rất đáng quý. Rõ ràng là có pháp khí mạnh như vậy mà lại giấu diêm diêm tiêu nhận. Nhưng mà không ngờ trên người có một tướng quân bình thường trong thế tục lại có pháp bảo tích trừ hiếm có. Đây là thứ tốt nhất trên người của hắn đúng không? Người đúng là có con mắt sắc bén thật đấy. À dạ đâu, người là người giết, chứ lực phẩm đương nhiên là thuộc về ngươi rồi. Vậy thì đã tạ sư tỷ. Pháp bảo trư vật là một vật khó cầu của thế giới này. Có nói thì sau này khi nộp thiên tài địa bảo liền công hiến, đừng có lý do để giải thích rủi. Đáng ghét. Bạch Nhất Phạm, ngươi có đợi đi cho ta. Nói ra thì Dương Thích Trung này cũng thật là thảm hại. Dương Thích Trung là một đời trung lượng,
trấn thủ biên quan cho vương thất nước Ngụy, bảo vệ Bạch Tĩnh là một tướng quân tốt hiếm có.